Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày đầu năm 2021 và tôi đang lái xe chạy lòng vòng ngoài đường để cảm nhận cái không khí đầu năm. Hôm nay thì Hà Nội rất là vắng, đúng không ạ? Những cái tuyến đường này mọi khi là đông nghẹt người thì ngày hôm nay là chỉ có những cái xe chạy từ từ, cũng giống như tôi chắc là đi dạo phố thôi. Thế thì năm nay 2021 thì chúng ta sẽ bước vào một cái năm đầu tiên của cả một cái thập niên mới. Và hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái thập niên phát triển rất là mạnh mẽ và rực rỡ, không chỉ về kinh tế, chính trị, xã hội mà còn là cái sự bình yên ở trong tâm hồn, cũng như là cái sự an yên ở trong cuộc sống. Bởi vì cái thập kỷ vừa qua, đặc biệt năm 2020 ấy, đã đánh dấu một cái năm mà vô cùng là khó khăn, và loài người chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều những cái thiên tai, dịch bệnh, đúng không ạ? Và nền kinh tế của các quốc gia đã bị suy giảm rất là nhiều. Và đến bây giờ thì thực ra mà nói thì cái vấn đề về dịch dã nó vẫn chưa biết thế nào, bởi vì là các cái chủng mới đã xuất hiện, trong khi vaccine thì chưa có để có thể tiêm cho tất cả mọi người. Thì đây có thể coi là một cái năm bản lề, năm 2021 này sẽ làm cái năm bản lề để cho giúp cho loài người có thể xác định được là chúng ta sẽ phải vĩnh viễn sống với cả cái tình trạng gọi như là khó khăn mới, đúng không? Hay là chúng ta sẽ có thể là vượt được qua và tiếp tục để có thể là phát triển. Thế thì trong năm nay thì không nói chuyện xa xôi, chúng ta nói về bản thân chúng ta thôi, thì tôi nghĩ rằng năm 2021 tôi sẽ có 3 cái câu hỏi rất quan trọng mà tôi cần là tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, phải tự trả lời hết sức là nghiêm túc để làm sao chúng ta có thể có một cái cuộc sống và có một cái công việc nó thật sự là tốt đẹp. Cái câu hỏi đầu tiên đó là bạn muốn có gì trong năm 2021 này? Thế thì ở đây có lẽ một cái câu hỏi nghe nó có vẻ là rất đơn giản, nhưng mà thực ra mà nói thì nó lại quyết định là chúng ta sẽ có cái gì và chúng ta có sự khác biệt so với những năm trước hay không. Thường là ở Việt Nam mình ấy, cũng như một số quốc gia khác, khi mà chúc nhau thì người ta hay nói một câu là chúc sức khỏe, rồi là chúc bình an, rồi là chúc có một năm tốt lành. Thế nhưng mà chính vì người ta cứ chúc nhau là có sức khỏe, có bình an và tốt lành, cho nên vì vậy những lời chúc này nó rất là chung chung. Cho nên thế nào là khỏe, thế nào là bình an, thế nào là tốt lành, thế nào là thành công thì bởi đơn giản người ta chỉ là lời chúc thôi mà. Chứ còn thì chúng ta, bản thân chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang cần cái gì. Cho nên tôi cần mọi người là hãy cụ thể hóa nó bằng một con số. Ví dụ như là năm nay tôi khỏi bệnh tiểu đường, năm nay tôi sẽ giảm được huyết áp cao xuống còn gọi như là 80/120 thay vì 120/160, tôi giảm cân nặng được từ như thế này xuống còn gọi như là 72 kg, ví dụ thế. Tức là tôi cần con số rất cụ thể. Còn về kinh tế chẳng hạn, tôi muốn rằng là năm nay thu nhập của tôi là 50 triệu một tháng, 65 triệu một tháng, hay là 150 triệu một tháng, hay là 1 tỷ một tháng. Và cuối năm tôi sẽ mua được căn chung cư trị giá là 3 tỷ đồng, tôi mua được cái xe trị giá là 1 tỷ 2. Tôi đưa con tôi vào trường học trường quốc tế với học phí là 120 triệu một kỳ. Tức là tất cả những câu chuyện đó chúng ta phải rất là cụ thể, rất là rõ ràng vào con số, bởi vì con người ta ấy, cái bộ não nó rất là đặc biệt này. Nếu bạn cứ nói rằng là khỏe, giàu và thành công thì nó không hiểu đâu, và nó sẽ dẫn chúng ta chẳng có bất kỳ một cái động lực gì, và chúng ta chẳng có bất kỳ một cái hành động gì nó chi tiết và cụ thể để đạt được điều đó. Còn nếu mà cho nó một cái lệnh, một hiệu lệnh là kiếm được đấy 65 triệu một tháng thì lập tức nó sẽ biết ngay là 65 triệu thì bạn phải làm cái gì. Nó sẽ thôi thúc bạn dậy khỏi giường sớm hơn mỗi ngày bao nhiêu phút. Nó sẽ làm cho bạn đi gặp một khách mất bao lâu và một ngày nên gặp bao nhiêu khách, như vậy để có thể có được cái thu nhập 65 triệu một tháng. Những cái quy luật này thì không phải là ai cũng nắm rõ đâu. Cho nên vì vậy là người ta mới tính rằng ngay cả những trường đại học rất nổi tiếng như là Harvard chẳng hạn, thì người ta mới thấy rằng, người ta thống kê, người ta mới thấy rằng là những người mà sau khi ra trường là tổng khoảng 10 năm có sự phát triển vượt bậc hơn so với những bạn khác, mặc dù hồi trong trường có thể họ học không bằng những người kia. Thì tất cả những người vượt trội như vậy là đều do người ta có một cái mục tiêu rất là cụ thể trong năm, với gạch đầu dòng và rất là chi tiết, chứ không phải là cái câu chuyện là cứ viết là tôi sẽ thành công, hoặc là tôi sẽ trở nên giàu có, hoặc tôi sẽ trở nên
Hạnh phúc không phải như vậy đâu. Cái thế nào là hạnh phúc? Ghi rõ hơn. Tôi muốn năm nay tôi đưa được bố mẹ tôi đi du lịch châu Âu và Mỹ chẳng hạn. Tôi muốn rằng là tôi đưa các con tôi một tuần là có một buổi outing cắm trại bên ngoài chẳng hạn. Tôi muốn là hai vợ chồng mà đi xem được 5 buổi ca nhạc. Tôi muốn rằng hai vợ chồng có điều kiện đi du lịch với nhau ở Phú Quốc, ở Côn Đảo chẳng hạn. Tức là ghi nó rất là rõ ràng mới thực hiện được. Chứ còn cứ nói là hạnh phúc, cứ thế nào là hạnh phúc? Ăn cơm dưa cà mỗi ngày ngồi nhìn nhau cũng là hạnh phúc. Vào khách sạn 5 sao ở thì cũng là hạnh phúc. Đúng là đi xe máy ôm nhau gọi cười khúc khích cũng là hạnh phúc. Và ngồi trên ô tô đúng không ạ? Rồi đến những địa điểm sang trọng dự những bữa tiệc xa hoa với suất ăn lên đến vài nghìn đô một người cũng là hạnh phúc. Cho nên chúng ta đừng nên đánh đồng các cái khái niệm đó lại với nhau, vo cục lại với nhau, và đấy là một cái điều rất là sai. Cho nên vì vậy chúng ta có cuộc sống là dậm chân tại chỗ. Thế đây là cái câu hỏi số 1. Là bạn muốn cái gì trong năm 2021 này? Cái câu hỏi số 2 rất rất quan trọng. Thế đó là hiện nay bạn đang đứng ở đâu? Hiện nay bạn đang ở đâu? Có nhiều người không biết mình đang đứng ở đâu đâu nhé. Và vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là gì? Đứng ở đâu để lại là cái câu chuyện đó. Bạn phải vạch ra tất cả những cái thực trạng cuộc sống của mình hiện nay. Tôi đang có một cuộc sống có thu nhập đã chỉ là 7 triệu một tháng. Tôi đang đi làm 8 tiếng mỗi ngày. Con tôi đang học ở một cái trường mà học phí là 1 triệu một tháng bao gồm cả tiền ăn. Con tôi đang bị thiếu cân. Hai vợ chồng tôi trong suốt năm nay chưa đi được bất kỳ một nơi du lịch nào, thậm chí chưa về quê ăn Tết thăm được ở bên nội bên ngoại. Tôi vẫn đang đi cái xe máy đã mua từ thời sinh viên. Tôi đang ở một cái nhà thuê với giá tiền thuê là 3 triệu một tháng. Bây giờ thu nhập của hai vợ chồng tổng lại là được 14 triệu đồng. Và năm vừa rồi tôi tiết kiệm được 5 triệu. Trong khi cái Tết đang đến gần. Tóm lại là chúng ta phải chỉ rõ chúng ta đang đứng ở đâu. Tôi thấy đau người nhưng mà tôi vẫn chưa có điều kiện đi khám vì tôi rất bận rộn. Một số người nói rằng với cái kiểu đau như vậy có khả năng tôi đang bị là xương khớp. Nhưng nếu bây giờ bác sĩ có phát hiện ra là xương khớp thì chắc tôi cũng chỉ có thể loanh quanh chạy chữa ở trong nước thôi. Tôi cũng chỉ là chữa bằng thuốc bảo hiểm thôi chứ tôi không có điều kiện để mua loại thuốc đắt tiền khác, vân vân và vân vân. Thực ra mà nói khi đối mặt với câu hỏi này ấy, rất nhiều người sẽ cảm thấy là né tránh nó và cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi lại phải làm cái việc đấy? Mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi phải làm cái việc đấy? Tôi thế nào tôi tự biết mà. Nhưng chính vì tôi tự biết mà và tôi cũng chẳng chịu nói ra, tôi chẳng chịu đối mặt nó cách nghiêm túc thì tôi cũng chẳng có cách nào để có thể giải quyết nó một cách triệt để. Và tình trạng đó nó có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. Tôi vẫn ước mơ có một cái xe ô tô, nhưng mà rồi tôi ra cửa hàng ô tô đến 3-4 lần rồi tôi vẫn chờ nó giảm giá, nó không chịu giảm giá. Và năm nay chúng tôi tiếp tục đi du xuân trong chiếc xe máy và hai vợ chồng hai đứa con. Tất cả những câu đó chúng ta phải viết ra để chúng ta đang ở đâu. Đúng không ạ? Và nếu có thể để chúng ta viết luôn những sự này, tất nhiên tôi không muốn anh chị em so sánh. Nhưng mà tốt hơn cả viết lên này này. Trong khi đó đứa bạn cùng phòng với tôi, đúng không ạ? Ngoài lương ra nó còn đi tham gia bán hàng online chẳng hạn. Và thu nhập của nó hiện nay nó nói rằng kiếm thêm được là 10-15 triệu một tháng. Nó đã có thể là gửi 3 triệu về cho bố mẹ nó ở quê mỗi tháng. Nó có thể là đưa con nó đi chơi ở một số địa điểm mà mình thấy thích, đưa con mình đến đó. Họ đã mua được cái ô tô đầu tiên với trị giá là 500 triệu đồng. Còn mình thì không. Tôi nhắc lại là chỉ ra mình ở đâu. Tại sao cái câu mình chỉ ra mình ở đâu nó lại quan trọng? Bởi vì xin thưa các chị là thời gian vừa qua có rất nhiều anh chị em tìm đến công ty của chúng tôi để mà tham gia kinh doanh, bán hàng chẳng hạn. Thì tôi mới phát hiện ra một điều rằng là cái thu nhập của người Việt Nam chúng ta hiện nay thực ra nói thật với anh chị em là rất thấp. Chúng ta đừng có ngồi chúng ta tính về những cái việc là GDP bình quân đầu người. Anh chị em phải nhớ rằng là GDP bình quân đầu người ấy nó là câu chuyện của cả đất nước. Mà cả đất nước này đôi khi ấy, có hai ông thì thu nhập có khi bằng cả ngàn ông còn lại cộng vào chia ra, chúng ta đừng có ảo tưởng. Chúng ta đâu phải là người làm ra cái GDP đó đâu. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có ảo tưởng là ui vẫn tăng GDP đấy chứ. Tăng là tăng của mấy ông giàu. Giống như GDP của nước Mỹ cũng thế thôi. Như cái ông Elon Musk ấy, từ đầu năm đến giờ ông có tăng hơn 100 tỷ đô. Ông ngồi ông cộng ông chia cả dân nước Mỹ thì yên tâm Mỹ cũng tăng được có khi vài trăm đô một người một năm rồi. Cho nên chúng ta đừng có ảo tưởng vào cái chuyện đó. Chúng ta xem là thu nhập của chúng ta. Tôi mới phát hiện ra thu nhập mình rất kém. Nhập hàng hóa về bán, ví dụ một đơn hàng 100 sản phẩm
Ví dụ lên nó tầm khoảng là 50 triệu đồng, tôi nói ví dụ thế. Thế nhưng tôi thật sự anh chị em là rất nhiều người không có được 50 triệu đồng. Ven vét hết tất cả mọi cái là không có 50 triệu đồng. Vậy 50 triệu đồng thực ra nó là cái gì? 50 triệu đồng tức là nếu chúng ta chẳng may bị ốm ở bệnh viện này, mà thực hiện một cái cuộc đại phẫu nào đó mà bảo hiểm nó không chi trả được ấy, là chúng ta không đủ tiền thực hiện một cuộc đại phẫu như vậy. Mà ở đây không phải tôi nói ở nông thôn, tôi nói sống ở thành phố nhé. Hai vợ chồng, hai đứa con không có nổi 50 triệu để làm kinh doanh. Thế vì vậy tôi nói là gì? Cái thu nhập thụ động đến từ đâu? Chẳng có đâu ạ. Các bạn đừng đi học những cái lớp về việc là chúng ta phải có thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động bản chất là bắt đồng tiền nó làm việc để ra tiền. Nhưng mình không có tiền thì lấy cái gì ra mà bắt nó làm việc? Cho nên ngay cả cái quá trình người ta gọi là tích lũy tư bản của chúng ta là rất kém. Chúng ta đã đâu có tích lũy được cái gì đâu, đúng không ạ? Đừng nói về chuyện đầu tư bất động sản, đừng nói mấy cái chuyện đó. Bất động sản là của những người có tiền và thậm chí có nhiều tiền. Thế còn mình bây giờ mới có 50 triệu, 100-200 triệu trong tay đi gom góp lại chung với vài thằng đi mua. Tôi nói lại lần nữa là gì? Chỉ thấy khoe ra là em thắng với cả là em được thôi. Còn những cái thằng khác không được mới thua trọng lỗ ra. Mua những cái miếng đất để coi như là có khi vài năm nay nó chẳng đúng rơi vào quy hoạch gì cả, gọi như lỗ trọng gọng ra thì chẳng thấy ai khoe ra. Bởi vì không ai đi thừa nhận, không ai đi thừa nhận cái gọi như là cái dở hơi của mình, đúng không nào? Trong khi đó thì gọi như là chẳng ai đi khoe cái thu nhập của mình. Trong khi đó thì thưa anh chị là chúng ta cứ gọi như là huyễn hoặc nhau đấy là chết. Cho nên xin thưa các anh các chị và các em và các bạn là đây là một vấn đề rất lớn. Nếu chúng ta mà có cái thu nhập, và thậm chí tôi nói thật nhé, có rất nhiều bạn luôn hàng ngày lên trên Facebook khoe cuộc sống sang chảnh, sáng thì ngồi cà phê, trưa thì ngồi uống trà, thậm chí chiều uống trà chiều luôn đấy. Và tôi nhìn vào tôi cảm thấy các bạn ấy rực rỡ, các bạn sang chảnh vô cùng, chụp ảnh check in ở toàn những cái địa điểm mà đẹp, mình nhìn chả biết ở chỗ nào. Thế nhưng mà khi bắt đầu gọi đến đi kinh doanh, bảo là bây giờ em cần đi kinh doanh nhưng mà em không có tiền. Thế tôi hỏi thế bạn có thể có 10 triệu, mình có ít thì mình nhập ít, mình có nhiều 10 triệu được không? Mà không 10 triệu bây giờ em không biết gom ở đâu. Tức là tóm lại được đồng nào vặt đồng đấy. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ là bạn bảo bạn rất hạnh phúc. Mình bảo thế này hạnh phúc thì bạn cứ tiếp tục hạnh phúc như vậy đi thôi, tôi không cấm. Ai có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mà rõ ràng tôi thấy bạn không thật sự hạnh phúc. Bạn chỉ cố thể hiện bạn là người hạnh phúc thôi. Hạnh phúc làm sao được các bạn ơi. Chúng ta thực tế một chút đi, đúng không ạ? Nhiều khi chúng tôi là giảng viên, chúng tôi hay bị mang tiếng là người không thực tế. Nhưng tôi thấy rất nhiều người còn không thực tế bằng chúng tôi đâu, thật. Hạnh phúc làm sao được khi con cái nó không được đáp ứng những cái nhu cầu của chúng nó. Bây giờ trong một cái xã hội mà đến lớp bây giờ đấy, ngoài giờ học ra, ngoài lúc mặc đồng phục ra, thì chúng nó có rất nhiều các cái yêu cầu, đúng nào? Ngay cả một bộ đồ chơi thôi có khi lên đến cả 1-2 triệu đồng. Và tôi nói thật với anh chị em biết là chúng ta đừng có nói rằng nhá, là chơi 1-2 triệu đồng chẳng ra cái gì cả, chỉ cần chơi mấy cái mẩu gỗ và mấy cái viên gạch nó vẫn vui nhá. Thời nào nó đi qua rồi nó có khác anh chị em ạ. À, hôm trước thì tôi có một cái việc là tôi đưa mấy thằng con tôi để nó vào nó thử. Bởi vì tôi đang muốn chuyển trường cho các cháu, cho nên đưa chúng nó vào thử ở mấy cái môi trường quốc tế. Và tôi nhận thấy một sự rõ ràng khác biệt luôn. Ví dụ cái trường quốc tế này nó thu học phí là 120 triệu một kỳ. Cái trường quốc tế kia là thu 160 triệu một kỳ. Còn cái trường này cũng gọi là trường quốc tế nhưng mà nó thu 50 triệu một kỳ. Bởi vì Việt Nam bây giờ ngay cả cái khái niệm trường quốc tế nó cũng rất là lem nhem, nó có nhiều cái loại kiểu quốc tế khác nhau lắm. Thế nhưng mà tôi chỉ cần biết một điều là tôi không biết nó như thế nào, nhưng mà khi mà tôi vào các cái môi trường, tôi cứ trải nghiệm xong, xong rồi tôi mới xếp thử cái thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới là những cái gì mình cảm nhận được ấy. Là trường này chắc là cao hơn này, trường này chắc là thấp hơn này, trường kia chắc thấp hơn nữa này. Từ cơ sở vật chất cho đến phương pháp giáo dục, cho đến cái cách mà tôi thấy rằng là người ta nói chuyện và giao tiếp với con tôi, thì thực lòng tôi mới thấy có một điều nó đúng những gì tôi dự đoán luôn. Cái trường này nó cũng là quốc tế, nhưng mà nó dạy như vậy thôi, nó học như vậy thôi, thì nó thu thế thôi.
Thế còn cái trường kia mình nhìn mình cảm thấy thích, ôi mình thích thế, mình bây giờ mình được đi học lại, chắc mình học cái trường quốc tế này. Ôi thì mình thấy nó thực đúng là học phí nó cao hơn hẳn. Và mình nhìn mặt mũi của chúng nó trong đấy cũng khác hẳn đấy, mấy đứa trẻ con ở trong đấy. Nó khác hẳn luôn đấy. Thế cho nên đừng có nói là trường nào cũng như trường nào, và đừng có nói rằng ôi rồi học ở đâu cũng thế. Đúng không ạ? Từ cái lời ăn tiếng nói đến câu chào cho đến tất cả mọi cái, mình thấy ôi sao nó khác thế. Trong khi đó xin thưa các chị, được học lem nhem ở những cái nơi mà chẳng đâu vào mới đâu ấy, thì thưa các anh chị rằng là đúng thật sự là tệ hại vô cùng luôn, chứ không phải đùa đâu. Cho nên khi mà chúng ta không có tiền thì chúng ta rất dễ bị rơi vào tình trạng là chúng ta tự huyễn hoặc mình như vậy, cuộc sống thế là quá ổn rồi, thế là quá ok rồi. Và tôi nhắc lại lần nữa là bản thân cá nhân tôi là một người tôi rất là đồng cảm với những người nghèo hay là những người không có tiền. Bởi vì sao ạ? Không phải ai muốn làm tiền cũng được, và không phải là ai muốn thoát ra cuộc sống cũng được. Bởi vì đơn giản có một câu là gì về sức khỏe, vì nhiều thứ lắm, không phải đơn giản là tự nhiên là thoát được ra đâu. Đúng không? Thế nhưng mà vấn đề là tôi đang nói về những người mà có điều kiện để có thể thoát ra, và có khả năng thoát ra và không bị ràng buộc bởi quá nhiều các yếu tố, thì đấy mới là điều đáng nói. Chứ tôi nói đây là anh chị em sẽ nhảy lên bảo ôi giời, thế ông nói thế thì tất cả mọi người đều giàu, không phải thế, chứ đừng nói thế. Có những người đã không có điều kiện để có thể trở nên giàu có hơn, chắc chắn. Tôi không nói đâu xa, là đến cho bố mẹ tôi bây giờ không còn điều kiện để có thể là giàu có đâu. Các cụ bây giờ đến 70 tuổi đến nơi lấy cái gì ra mà giàu có, nó lương hưu thế thôi chứ ạ. Đúng không? Mình chỉ có trông chờ việc là đồng lương của nhà nước, và mai sau thì gọi như là già cả rồi thì con cái hỗ trợ thôi, chứ làm sao mà làm giàu được nữa. Đúng không ạ? Tôi không đến mức độ ảo tưởng đến mức độ là ai có thể làm giàu được, không phải thế, bởi có rất nhiều các cái điều kiện và hoàn cảnh nó vây quanh. Thế nhưng tôi nói rằng là gì, chúng ta đã thử mọi cách chưa, và chúng ta có đúng là cái đối tượng mà không thể giàu được hay không, hay là do chúng ta không muốn giàu và chúng ta không biết được mình đang ở đâu. Hôm đó cũng thế thôi, tôi đi mua một bộ dao dĩa nó bán tầm khoảng là của Đức, nó tầm khoảng là 5 triệu đồng một bộ dao dĩa. Mang về nhiều bạn bảo ôi giời điên nè, dao dĩa gì mà 5 triệu một bộ, tôi mua cả bộ mấy chục chiếc có mấy trăm ngàn thôi. Mình bảo đúng thật, nhưng mà bạn cứ đặt hai cái dao này cạnh nhau bạn sẽ thấy nó khác nhau ở chỗ nào. Đặt hai cái dĩa này cạnh nhau nó khác nhau ở chỗ nào, đúng không ạ? Thế cho nên là vì chúng ta không biết là có những cái loại nó sang trọng như vậy, nên chúng ta cho rằng cái chúng ta đang là tốt. Cho nên cuộc sống nó y hệt như vậy. Khi chúng ta không có điều kiện để biết rằng những người khác người ta đang hưởng thụ một cuộc sống thế nào, người ta đang sống ra làm sao, thì chúng ta bảo rằng cái của mình là tuyệt vời thôi. Nhưng thực ra khi biết là mới thấy rằng mình rất thiệt thòi. Trước đây tôi đã từng nói rất nhiều lần là gì ạ? Rất nhiều cặp vợ chồng của chúng ta sống với nhau trong suốt một vài chục năm, chưa bao giờ thật sự được đi một du lịch cá nhân ở 5 sao, chưa bao giờ được ăn với nhau một bữa ăn đẳng cấp, chưa bao giờ được vào nhà hát opera để xem một vở nhạc kịch, chưa bao giờ đi ra nước ngoài để thăm những cái viện bảo tàng, chưa rất nhiều thứ. Và tôi nhắc lại, tôi sợ nhất đó chính là câu nói là gì? Ôi giời ơi, vẽ việc chẳng cần. Đúng. Con người ta có thể chẳng cần tất cả mọi thứ. Kể cả tôi xin lỗi, chẳng cần quần áo luôn cũng được mà. Cởi chuồng cũng được. Con người ta đã từng có thời kỳ cởi chuồng mà. Chả cần. Không có làm sao đâu. Đúng không ạ? Trời mà lạnh đi gì ạ? Trời mà lạnh đi thôi. Cơ thể nó sẽ tự thích ứng được. Con người ta là vô cùng giỏi. Điều kiện nào ta cũng phù hợp được hết. Vấn đề gì cả. Thế nhưng đây là cách nói, tôi nhắc lại lần nữa, đây là cách nói cực kỳ tiêu cực. Đúng không ạ? Ôi xong lại nói là ôi giời, ngày xưa học ở trường làng ấy, bây giờ toàn là thủ tướng cả, cũng học trường làng ra, bây giờ làm sao con phải học trường quốc tế. Bản thân cá nhân tôi đã từng có suy nghĩ như thế, bởi vì chưa biết môi trường học quốc tế nó tuyệt vời thế nào. Học trường làng ấy, tôi học trường làng, cá nhân tôi học trường làng mà, tôi học trường làng. Đúng không ạ? Chứ tôi không bao giờ đi khoe là tôi học cái gì kinh khủng, tôi học trường làng. Đến tận hết cấp 2 tôi vẫn học trường làng. Bây giờ tôi vẫn tiến sĩ bình thường mà, vấn đề gì đâu. Nhưng mà cái thời đấy cả tất cả chúng ta đều như thế. Còn bây giờ nó không phải như vậy. Thế nhưng bây giờ chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta ra để áp đặt cho con cái, chúng ta lấy cái cuộc sống của chúng ta ra và chúng ta tự huyễn hoặc như vậy, đấy là một điều không nên, và xã hội sẽ không thể phát triển được. Cho nên vì phải biết rõ được mình đang ở đâu là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba đó là gì? Câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Mình muốn thay đổi, mình muốn chuyển từ cái địa vị hiện tại cho đến cái tương lai đó. Thế nhưng mà dường như hiện nay mình vẫn đang làm theo cùng một cách, theo cùng một sự nỗ lực, cùng một loại tư duy. Thì làm sao mà chúng ta có thể thay đổi được cái kết quả đây? Năm ngoái đi làm thế, năm nay vẫn đi làm thế.
Năm ngoái buồn rầu trong công việc thế, năm nay vẫn buồn rầu trong công việc thế đúng không ạ? Năm ngoái chả tích lũy được đồng nào, năm nay cũng sẽ chả tích lũy được đồng nào. Năm ngoái người ta mời đi kinh doanh mình từ chối, năm nay người ta mời đi kinh doanh mình vẫn từ chối. Năm ngoái bận tối mắt tối mũi, năm nay vẫn bận tối mắt tối mũi. Tức là chúng ta lặp lại một cái cách làm và phương pháp y hệt như nhau qua nhiều năm, nhưng mà cứ ngồi ước rằng là ôi ôi em hôm nào em giàu được đây. Thì xin thưa các chị, điều đó là không bao giờ có thể xảy ra. Cho nên tôi nhắc lại là câu thứ ba là quan trọng hơn cả, đó là ừ bạn mong muốn là có tốt rồi, bạn xác định được bạn đang ở đâu cũng tốt rồi. Thế nhưng vấn đề là bạn đã làm gì và bạn sẽ làm gì để thay đổi đi so với cách làm trước đây. Ví dụ bạn chưa bao giờ đi bán hàng thì bây giờ bạn phải đi bán hàng. Bạn chưa bao giờ tham gia vào quá trình đầu tư thì bạn đi đầu tư. Bạn chưa bao giờ gọi thức đến 11 giờ đêm để làm live stream chia sẻ về một thông tin nào đó thì năm nay bạn phải làm. Bạn chưa bao giờ quan tâm xây dựng cái Facebook của bạn thì bây giờ bạn phải làm. Bạn chưa bao giờ làm YouTube thì năm nay bạn phải làm. Tức là ít nhất bạn phải có cái gì đó khác biệt. Hay thậm chí là trước đây bạn chẳng bao giờ đọc sách vào cuối tuần thì bây giờ bạn phải làm điều đấy. Trước đây bạn chưa bao giờ gọi như biết cách giao lưu, gọi như là mở rộng quan hệ thì bây giờ bạn phải làm việc đấy. Trước đây bạn cứ về đến nhà là bạn nằm ra ngủ thì bây giờ bạn phải về, bạn phải đi tìm kiếm các cái đối tác, các cái khách hàng tiềm năng đấy, bạn phải làm việc đấy. Vì đơn giản người ta nói là gì, nếu bạn cứ muốn rằng có kết quả khác đi nhưng mà cách làm của bạn nó vẫn y hệt như cũ thì xin lỗi là chỉ có thằng điên và thằng ngu mới tin điều đấy nó xảy ra. Đấy là chắc chắn. Cho nên đây là một cái mà tôi vẫn muốn vậy, chúng ta là trong cái năm 2021 này chúng ta hãy thực sự nghiêm túc, đúng không ạ, để nhìn nhận lại bản thân chúng ta và xác định cho chúng ta là không còn gọi như là sớm nữa đâu. Tất cả những người ta có được những gì ngày hôm nay là đều người ta cố gắng nỗ lực thay đổi trong vòng suốt 10 năm qua. Ví dụ đến năm 2020 mà bạn trở nên là vẫn ổn định, bạn vẫn phát triển tốt thì tức là bạn đã cố gắng rất nhiều từ năm 2000, đúng không ạ, đến năm 2010, xong rồi bạn khốn vắng đến năm 2020. Anh chị em thấy không ạ, tôi nhớ là ngày nào tôi mới bước chân vào thế kỷ 21, tôi là đêm năm 2000 đấy, năm 2K đấy. Thế mà bây giờ nhìn đi nhìn lại là 20 năm trôi qua. Từ một cậu thanh niên vừa mới chưa ra trường, đầy khát vọng và ảo tưởng về cuộc sống, đến giờ mình đã trung niên rồi, 40 tuổi rồi. Cho nên cuộc sống quá nhanh và tôi đang nháy mắt cái nữa là 60 tuổi là thôi, lại đến tuổi nghỉ hưu rồi đấy. Lại bắt đầu là vui vầy bên con cháu với cả bắt đầu là đi lẫn thận trong sân rồi đấy. Mà mình không làm nữa mình chẳng biết mình đỡ đến bao giờ, đúng không ạ? Cho nên là tôi rất muốn là tất cả anh chị em chúng ta hãy cùng thật sự thay đổi. Thời gian trôi rất nhanh, xã hội nó vẫn tiến thẳng về phía trước còn mình cứ đang tụt lại phía sau. Câu nói rất hay đó là gì ạ? Peter Drucker nói một câu rất hay là tất cả chúng ta đều thay đổi, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng cái sự thay đổi đó có giúp chúng ta thể thành công được. Bởi vì nếu như chúng ta mà thay đổi nhưng mà tốc độ thay đổi chúng ta chậm hơn tốc độ thay đổi ở ngoài kia thì chúng ta đang tiến gần đến sự đào thải, chứ không phải là chúng ta thành công được. Cho đây là một cái rất là quan trọng mà tôi cần chúng ta cùng xác định lại để chúng ta phát triển hơn vào năm 2021 này. Đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn đừng đánh mất cái tuổi trẻ của mình lại lãng phí như vậy. Đấy, anh chị em Việt Nam cách đây mấy năm thôi đang hô hào rằng Việt Nam là dân số trẻ, năng động với cả nhiệt tình gì đó. Năm nay bắt đầu cảnh báo rồi, dân số già rồi. Tức là những người trẻ mà không làm gì bây giờ trở thành già rồi đấy. Và rồi già nó sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, đúng không ạ? Và lúc đó thì nó còn khó khăn hơn nhiều. Cho nên chị em thấy không, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi. Tất cả các nước xung quanh của chúng ta họ còn khó khăn Việt Nam ta nhiều. Thế nhưng mà chúng ta đừng có coi rằng thuận lợi tức là suốt ngày đổ ra đường để mà hóng hồ, với suốt ngày đổ ra đường để mà đi phố đi bộ, với cả suốt ngày đổ ra đường để mà lãng đãng. Cái lúc này người ta gọi là lúc quặt, lúc cua. Tất cả tay đua người ta không bao giờ có thể vượt qua đối thủ khi mà người ta đang đi đường thẳng này. Bởi vì nó đi trước mình thì mình đi sau, mình chạy được 200 cây, nó cũng chạy 200 cây, làm sao mình đuổi được nó. Thế nhưng mà đến những lúc khúc cua thế này thì mình phải nhân cái cơ hội đó để mình có thể vượt lên và mình duy trì được cái vị thế. Thế còn đây lúc gọi như là nó đang bị trùng lại khúc cua, mình cũng trùng lại theo, thậm chí mình còn trùng trâu lâu hơn và mình vẫn gọi như sướng, mình vẫn phấn khởi, thì thực ra mình rất khó để vượt người ta. Cho đây là cái tinh thần và đây là cái tư tưởng của cái buổi chia sẻ clip ngày hôm nay của tôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì cũng về nhà rồi để chuẩn bị gọi như là ăn cơm trưa thôi. Dạ. Và chúc cho mọi người có một cái bữa cơm đầu năm vui vẻ. Và chúc mọi người có một cái năm 2021 thật sự là bùng nổ. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.